Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Cô Gái Yên. Clip này em sẽ làm cái clip nói về nuôi con sâu. Tức là nuôi sâu sinh sản đấy các bác. Thì thức ăn chính của nó thì là hoa quả, rau, bánh mì và cám cỏ, cám gà con đấy các bác. Thì khi các bác muốn nuôi để cho chim ăn thì chúng ta mua với số lượng sâu về chúng ta nuôi thì nó sẽ đẻ ra rất nhiều sâu con để phục vụ cho chim. Vì nhiều khi chúng ta đi ra cửa hàng mà nó xa quá các bác thì chúng ta mua nó không tiện, hoặc cũng có thể là đi ra cửa hàng nó hết sâu thì chúng ta nuôi. Đầu tiên các bác mua về, các bác cho cám cỏ con, cám gà vào và để cho sâu đẻ. Thì các bác cho bổ sung rau hoa quả. Chúng sẽ đổ lọt đến khi nào con sâu nó to. Và khi các bác để ý mà con sâu nó nằm im, nó không cử động, các bác đừng tưởng là nó chết nha. Vì khi con sâu nó đổ lọt hết rồi là nó bắt đầu chuyển thành con như thế này. Đây, nó sẽ ra thành con này. Khi nó trở thành con đấy thì các bác bắt riêng ra một khay. Chứ các bác đừng để chung với sâu nhá. Sâu nó sẽ ăn đấy, nó cắn chết luôn đấy. Thì khi nó nở thành như thế này, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 16 đến 17 ngày. Nó sẽ nở thành con cánh cứng. Đây. Thì em bắt cho các bác xem một cánh cứng. Khi thành cánh cứng rồi các bác lại bắt riêng ra một khay nữa để cho nó đẻ. Các bác bắt riêng ở mặt khay, cũng cho cám, rau riếc vào cho nó ăn. Thì mai cái con cánh cứng này nó sẽ đẻ trứng trong đây. Và trứng sâu sẽ là ở trong đây. Thì sau một quá trình sâu sẽ nở lên và chúng ta bắt đầu lại cho ra chậu nuôi. Đó là cái vòng tuần hoàn của một con sâu. Con sâu nó nằm im rồi, lúc nó đã đây, các bác xem này, con sâu nó nằm im này. Nó nằm im nhưng mà khi chúng ta động nó vẫn ngoại ngoại. Lần lúc nó chuẩn bị nở thành con như này thì nuôi loại này, nuôi đẻ rất dễ. Em đã nuôi và cũng thành công, phục vụ chim nhà ăn thoải mái luôn. Thì các bác cứ ra tiệm mua sâu về rồi chúng ta nuôi, vừa cho chim ăn vừa nuôi. Thì các bác cứ cho bánh mì, rau, hoa quả, cám gà vào để chúng sẽ tự ăn. Thì các bác lưu ý là khi nó nở ra những con này các bác phải bắt riêng nhé, không có con sâu này nó ăn đấy, nó cắn chết luôn. Đây, sâu này nó tự ăn luôn, nó thiếu thức ăn là nó tự ăn.
Thì đợt này bên em đang có cô gái Nhật Pháp giống chim non các bác nhá. Chim đang ở trong độ tuổi bắt đầu sinh sản. Bác nào cần thì liên hệ với em, số điện thoại là 039 778 7732. Em ở thôn Dương, xã Yên Dương, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn các bác đã xem video của em nhé. Xin hẹn các bác ở clip tiếp theo.